Vâng, thì sau đây em làm video cho hai bác nha. Đó là anh Tùng là ở Sơn La, là gồm một con vang năng và một cái bộ Mitsui SM58 này. Và con đẩy QSC thì gửi cho anh Thanh ở Phú Thọ. Thì ngày hôm qua thì em đã lên đường hai con QSC 1500A rồi. Em đều chuyển điện cho các bác hết rồi. Và đây là cũng con 1500A, là một trong những dòng đẩy cực kỳ hay trong khúc dưới 10 triệu, rất đáng chơi. Các bác có thể chơi thoải mái hai cặp 601 Serie 3 hoặc là chơi hai cặp Bass 25 BMB vân vân. Còn chơi full 30 cực kỳ canh luôn. Nếu trong gia đình mà phòng không có lớn lắm, khoảng 30 mét vuông, thì con 1500A các bác chơi tốt cả full 40. Tiếng của nó thiên về lực và sáng tiếng, là một trong những dòng đẩy mà em đánh giá rất là cao. 1500A bên em hàng tuyệt đẹp của nhà hàng đấu mà hàng lưu kho về rất là đẹp nha. Hiện tại em còn hai con, bác nào có nhu cầu thì alo cho em 8.5 triệu. Và combo vang và năng tiếng là giá 5.5 triệu DB Aquatech tích hợp DAC 5S nha. Chế độ reverb và cũng như là hệ thống tiếng cực kỳ chi tiết. Và bộ Mixua OLX-B4 SM58 thì cả pin sạc và dây nhựa xịn thì bên em đang phân phối là 8.4 triệu. Và em sẽ ghép tạm với cặp 4.2 Serie 2 mới về, đẹp như đập thùng sáng nay nha các bác. Hát một cặp mà thôi chứ không có sub, chứ có sub thì nó phê nữa nha. Đây, đối với cặp boss này các bác chơi phòng 25m2 ra đài nha, là mình hát ok rồi, phòng em đang 25m2. Còn nếu có sub nữa thì nó sướng hơn nữa nha. Rồi mời các bác cùng nghe ca khúc là Một Thở Yêu Người. Em sẽ thể hiện qua một dàn âm thanh này. Nếu một bộ dàn như thế này nó chỉ có là 8 với 5 là 14 triệu nha. 14 triệu là chưa tính mic nha bác. 14 triệu là gồm đẩy và vang năng tiếng này. Rồi mời các bác cùng nghe. Lần mời các bác. Lần mời các bác cùng nghe nha. Thank you.